Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp chảy đuối nước, trong đó 4 ca nguy kịch do sơ cấp cứu sai cách. Cụ thể tuần vừa qua, khoa điều trị tích cực độ khoa Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 5 trường hợp đuối nước nghiêm trọng, trong đó chỉ có một trẻ được sức cứu ban đầu đúng cách nên đã phục hồi tốt. 4 trẻ còn lại do không được thổi ngạt, ép tim ngay mà bị bế dốc chạy nên vẫn trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được cơ quan chuyên môn và truyền thông cảnh báo rất nhiều, nhưng tình trạng sơ cấp cứu ban đầu xảy cách bằng cách xúc ngược nạn nhân đuối nước chạy vẫn xảy ra. Cụ thể, ngày 10 tháng 8, bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi bơi cùng anh trai 14 tuổi tại bể bơi. Sau đó, trẻ được phát hiện chìm trong bể bơi người lớn trong tình trạng môi tím, da trắng nhợt, không cử động. Trẻ được nhân viên tại bể bơi ép tim và thổi ngạt khoảng 2 phút, sắc da đã hồng trở lại. Tuy nhiên, trẻ lại được phát chạy trong 5 phút. Nhận thấy tình trạng trẻ không cải thiện, mới chuyển đến trạm y tế gần nhất và bệnh viện tuyến huyện. Tại đây, trẻ được thở oxy, có nhịp tim trở lại, nhưng tiểu tiện không tự chủ, các con co cứng nên chuyển bệnh viện tỉnh. Trẻ tiếp tục được các bác sĩ đặt đội khí quản và chuyển đến bệnh viện nhi trung ương. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi hôn mê, suy hấp, suy tân hoan, suy đa tạng, điều trị thở máy, ổn định huyết động, lọc máu kháng sinh và sử dụng biện pháp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não. Tuy nhiên sau 3 ngày, tình trạng của trẻ vẫn nặng nề nguy cơ tử vong cao do suy đa cơ quan thời gian thiếu oxy não kéo dài vì không được sơ cứu ban đầu đúng cách trường hợp khác là một bé trai 12 tuổi ở nam định đuối nước ở sông gần nhà khi vất trẻ lên người cấp cứu không rõ trẻ có ngừng thở ngừng tim hay không mà chỉ biết trẻ tim tái và vác ngược chạy trong khoảng 10 phút mặc dù trẻ có cân nặng khá lớn 50 kg khi thấy không hiệu quả trẻ mới được ép tim và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện trẻ có nhịp tim trở lại sau 15 phút cấp cứu. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tim trước đó kéo dài trên 30 phút. Chính vì vậy, mặc dù được áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ vẫn hôn mê sâu, suy hô hấp, tiên lượng di chứng thần kinh nặng nề. Trường hợp khác là một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội, bị đuối nước khi đi tập bơi. May mắn hồi phục tốt do sơ cấp cứu ban đầu đúng cách. Mẹ của bé gái cho biết, trước khi vào viện, trẻ được bố mẹ cho đi học bơi tại bể bơi gần nhà. Trong quá trình bơi, trẻ gần như đã biết bơi và được cho sang bể của người lớn tập bơi dưới sự giám sát của bố và cô giáo dạy bơi. Tuy nhiên, khi sang bể người lớn, trẻ không thích bơi, không hợp tác nên sau khoảng 5 phút có dấu hiệu bị đuối nước. Khi phát hiện trẻ tím tái, cô giáo và bố đã vớt trẻ lên và tiến hành sơ cấp cứu ép tim, thổi ngạt liên tục. Không làm theo cách sơ cấp cứu đuối nước sai lầm thường mắc đó là dốc ngược chạy, gây mất thời gian vàng để cứu sống cho trẻ. Sau cấp cứu khoảng một phút, trẻ đã có nhịp thở trở lại. Sau đó, trẻ được chuyển tới cơ sở y tế. Mặc dù khi trẻ ở Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nặng, nhưng chỉ sau 3 ngày, trẻ đã được cai máy thở. Hiện tại, trẻ hoàn toàn tỉnh táo và chuẩn bị được xuất viện. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Ngọc Cảnh, khoa điều trị tích cực đội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, việc sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước là rất quan trọng, vì nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ trong khoảng 4 đến 5 phút. Nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không thể hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh. Vì thế, khi thấy một trẻ bị đuối nước, không tỉnh, khó thở, ngừng tim, cần phải hồi sức tim phổi, thổi ngạt ép tim ngay. Việc nhiều người có thói quen xúc được trẻ lên vai rồi chạy sẽ làm cho các dịch ở dạ dày trong ngược hít vào đường thở, làm chậm chế sự hồi sức của tim phổi, ép tim thổi ngạt, làm mất thời gian vàng để cấp cứu cho trẻ thậm chí gây thêm các tổn thương cho trẻ. Liên tiếp thông tin véo ca đuối nước và cứu người bị đuối nước trong thời gian vừa qua lại đặt ra vấn đề cần phải hiểu biết về đuối nước cũng như sơ cấp cứu đuối nước như thế nào cho đúng cách. Thiếu oxy là một hệ quả nặng nề của đuối nước, ảnh hưởng đến não bộ, tim và các mô khác. Ngừng thở kéo theo sau là ngừng tim có thể xảy ra. Thiếu oxy não có thể gây phủ não và đôi khi dẫn tới di chứng thần kinh vĩnh viễn tình trạng thiếu oxy máu hoàn toàn có thể xảy ra nhiễm toàn chuyển hóa tình trạng thiếu oxy tức thì do hít phải dịch tiết từ dạ dày phản xạ cấp tính có thắt thanh quản còn gọi là đuối nước khô hoặc cả hai sau đó có thể gây ra tổn thương phổi do hít phải dịch hoặc chính là tình trạng giảm oxy máu có thể gây ra tình trạng thiếu oxy muộn còn gọi là đuối nước thứ phát hít phải đặc biệt là với các chất lỏng dịch hoặc hóa chất có thể gây ra viêm phổi kết quả gây sẹp phổi Xẹp phổi vùng rộng sẽ khiến cho phổi không đàn hồi và thông khí kém, gây suy hấp và tăng CO2, nhiễm toàn hồ hấp. Sự tế máu của vùng phổi giảm thông khí sẽ làm nặng thêm tình trạng thiếu oxy. Thiếu oxy phế nang có thể gây phu phổi không sao huyết động. Các bước cấp cứu đuối nước đúng cách được Hội Nhi Khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo áp dụng. Bước 1. Gọi trợ giúp Cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp của những người xung quanh khi thấy trẻ bị đuối nước bằng cách gọi to, gọi cấp cứu 115. Bước 2, nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước bằng mọi cách. Đây là một bước rất quan trọng. Có hai phương pháp là cứu đuối gián tiếp và cứu đuối trực tiếp. Bước 3, kiểm tra xem trẻ có thở không và có tỉnh không. Bước 4, nếu trẻ không thở, hãy bắt đầu hồi sức tim phổi. Cẩn thận đặt trẻ nằm ngửa trên nền cứng. Nếu nghi ngờ chấn thương cổ, hãy di chuyển trẻ bằng cách di chuyển toàn bộ cơ thể, đầu, cổ, cột sống và hông với nhau. Giữ cho tất cả chúng thẳng hàng, không ngửa đầu nâng cằm, chỉ cần ấn góc hàm. Nếu không nghi ngờ chấn thức cổ, giữ đầu trẻ ngửa ra sau và nâng cằm để thông đường thở. Kỹ thuật ngửa đầu nâng cằm, tiến hành hồi sức tim phổi cho trẻ bằng cách. Thổi ngạt, với trẻ nhỏ, đặt miệng của bạn lên cả mũi và miệng của trẻ để thổi ngạt một cách kín. Với trẻ lớn hơn, một tay ép cánh mũi và đưa miệng của bạn thổi vào miệng của trẻ. Thổi chậm, đều trong 1-2 giây và ngực của trẻ sẽ phồng lên thổi ngạt năm nhịp thở đầu tiên ép tim ngoài lồng ngực ngay sau khi thổi ngạt năm nhịp đầu tiên tiến hành ép tim ngoài lồng ngực sử dụng một tay đặt vùng góc với lồng ngực trẻ lớn người lớn có thể dùng cả hai tay vị trí ép tim một phần hai dưới dựng ức ấn xuống ngực sâu khoảng một phần ba đến một phần hai lồng ngực theo đường kính trước sau tốc độ ép tim một trăm đến một trăm hai mươi lần trong một phút những lần tiếp theo tiếp tục thực hiện chu kỳ ba mươi lần ép tim trên hai lần thổi ngạt tiếp tục ép tim và thổi ngạt liên tục cả quá trình vận chuyển cấp cứu cho tới khi trẻ tự thở lại được, hồng hào trở lại. Bước 5, sau khi nạn nhân tỉnh, cần đặt nạn nhân ở tư thế an toàn, nằm nghiêng, kê cao gối hai bên, nới rộng quần áo để phòng tránh nguy cơ trẻ bị ngạt trở lại, lau khô người, thay quần áo pha ủ ấm cho bé, sau đó nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi, người nhà cần phải chú ý theo dõi hô hấp, tân hoan của trẻ, tốt nhất có sự trợ giúp của vận chuyển của nhân viên y tế. Một số lưu ý khi cấp cứu trẻ đuối nước và những sai lầm cần tuyệt đối tránh. Không được sốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, làm cho các dịch ở dạ dày trong ngược hít vào đường thở, làm chậm chế hồi sức tim phổi, ép tim thổi ngạt, làm mất thời gian vàng để cấp cứu cho trẻ. Không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. Khi ép tim ngoài lồng ngực, không ấn ngực quá mạnh sẽ làm gãy xương sườn, đụng dập phổi. Cần đưa tất cả trẻ bị đuối nước tới cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước người cứu không biết bơi nhưng lại cố gắng nhảy xuống nước gây nguy hiểm đến tính mạng